Rồi cả nhà ơi, mình vào la liền nha các chị ha. Hôm nay là sale nè các chị, rất là nhiều mẫu đầm giá sốc cho cả nhà mình luôn. Chị nào mình ưng mẫu nào nhớ tranh thủ mình lên đơn hàng sớm nha cả nhà nha. Bây giờ đầu tiên em lên trước cho mình cái mẫu đầm này. Đây là DA1325 cho cả nhà, 99 ngàn luôn. Mẫu này còn đúng 3 size cuối cùng, đó là size M, size L và size XL nha cả nhà. Rồi em chốt ngày hôm nay cho mình là 99 ngàn luôn. Chị nào mình ưng mẫu này các chị nhớ nhanh tay nha, lên đơn hàng ngay bây giờ để em trừ hàng luôn các chị ơi. Form rất là đẹp luôn và có túi hai bên. Phía trước là nút gỗ nè các chị, phối phía trước là nút gỗ cho mình ha, rất là đẹp nè, xịn sò luôn. Một cái em đầm hai lụa mango mặc rất là mát luôn. Và giá này thì sale sốc luôn, 99 ngàn, sale lấy tương tác. Nhớ là chia sẻ like dùm em 3 lần ở bất cứ nơi đâu để được hợp lệ săn sale nha cả nhà nha. DA1325 1325 và kèm trong điện thoại nào cả nhà, 99 ngàn mẫu này, 99 ngàn đồng mẫu đầm em đang mặc. Ai lấy mẫu này thì các chị đặt hàng sớm dùm em nè. Ngay bây giờ em chịu hàng luôn. 1325 và kèm số điện thoại cho em nhé. Ở đây em cao 1m62, form đầm này em mặc dài đến phần bắp chân luôn nè. Tùy vào chiều cao mỗi người mà các chị sẽ mặc dài ngắn khác nhau, có gì mình canh dùm em nha. 1325 chốt sale luôn trên live với giá chỉ có 99 ngàn đồng thôi. Các chị ơi nhanh tay nha, 40kg đến 60kg là vừa. Và hiện tại mẫu này em gần hết hàng rồi. Mỗi size của em chỉ còn tầm khoảng là mấy cái, mười mấy cái nữa thôi, như là size L còn có 6 cái rồi các chị. Còn lại là size M, size L tầm mười mấy cái nữa là hết. Rồi ai nhanh là còn ai chậm hết hàng nha cả nhà. Đầm này chỉ có 99 ngàn đồng, 99 ngàn đồng một đầm này thôi các chị ơi. Ai lấy mẫu này thì các chị đặt sớm giùm em, ngay lúc này em trừ hàng luôn nha cả nhà. Chị Minh Trang ok, chị Hồng Thư ok, chốt nè. 1325 99 ngàn đồng. Rồi nhanh tay luôn nha cả nhà ơi. Những cái form đầm này các chị mặc lên nó gọn người, cái quyết định rất là tốt luôn, không sợ lộ bụng luôn nha cả nhà ha. Rồi đầm này em chốt nhanh nha, 99 ngàn đồng. Còn chị nào mình ưng mẫu này nữa không ạ, lên đơn hàng liền cho em nào cả nhà ơi. Comment cho em luôn nha, làm mã hàng nạp và kèm cho em số điện thoại để em chốt sale luôn ngay bây giờ cho các chị mình luôn. Đừng đặt trễ nha cả nhà, trễ là hết chương trình sale nha. Với mẫu đầm này chốt luôn cho mình với giá là chỉ có 99 ngàn đồng thôi. 1325 và kèm số điện thoại cho em nha. 1325 và kèm trong điện thoại nha. Rồi xong chưa cả nhà, chuẩn bị em qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo ạ. Ai ưng mẫu này thì các chị lên đơn liền cho em nha. 1325 trước sale luôn là 99 ngàn. Cái mẫu đầm này có túi hai bên rất là tiện lợi cho các chị mình mặc luôn nha. 99 ngàn đồng em đầm này ha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo cũng chỉ có 99 ngàn đồng thôi. Một mẫu đầm sơ mi nha cả nhà. Sơ mi cũng chỉ có 99 ngàn nè các chị. Rồi đợi em vài giây nha. Ai lấy mẫu nào thì các chị comment cho em luôn ngay bây giờ ha. Mẫu đầm tiếp theo là 131247 nha. Rồi đợi em một chút xíu nha các chị. Mình nhớ chia sẻ like dùm em luôn nha, trên tường và chia sẻ vào các hội nhóm dùm em luôn nha cả nhà nha. Đầm tiếp theo 1247. Rồi đây các chị ơi, DA1247 em xả luôn. 1247 em xả luôn, 99 ngàn đồng. À, chị Kim Lan ơi, 2326 là mẫu nào chị ơi? À, mẫu vừa nãy em mặc là 1325 chị. Cái này là 1325 này, có phải chị đặt mẫu này không? Mình không, em lại mã giúp em nha. Cái này 1325. Rồi đầm em đang mặc đây cả nhà. Mẫu đầm này là DA1247. Em chốt cho nhà mình luôn là 99 ngàn nè các chị. Hiện tại với mẫu này á thì 1247 này em còn size M thôi. Những size khác em đã hết hàng rồi. Và hôm nay ngày hôm nay em chi ăn cho các chị mình luôn 99 ngàn mẫu này. Mã này là 1247 nha các chị. Chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt liền. À em thấy hệ thống nó còn một cái 2X nè. Còn lại là chỉ còn size M thôi nha các chị nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt liền luôn nha. Mẫu này chốt sale luôn cho mình là 99 ngàn đồng. 99 ngàn đồng mẫu đầm em đang mặc. Mã sản phẩm này là 1247 nha. Màu tím phía sau. Mẫu này hả chị? Mẫu này em để hiện tại hệ thống hết hàng, để em nhập thêm cho mình nha. Chờ em một xíu. Các chị ơi ai lấy tím này mình đặt cho em 1250, em chốt 99 ngàn nha. 1250.
Rồi đầm này 99.000 nha. Cái này hiện tại là các chị cứ đặt đi, có thể tí nữa mấy bạn sẽ báo hết hàng thì các chị báo là tí nữa sẽ em sẽ nhập hệ thống vô sau nhá. Cái mẫu này còn size L á, nó còn chắc tầm khoảng là 2-3 cái gì đó nữa. Em chốt luôn 99.000, cái này 1-2-5-50 nè. Có túi hai có túi hai bên nè, và bên trong là lớp lót thun cô tông. Cái này em chốt cho mình luôn với giá chỉ còn có là chỉ còn có giá là 99.000. Chị nào mà mình ưng mẫu này cái chị đặt hàng sớm giùm em chịu hàng 1-2-50. Đầm nhung hả chị? Đầm nhung đang là hai sale là 299.000 đó chị ơi. Rồi đầm em đang cầm đây, cái chị là lấy đặt hàng sớm giùm em, mã này là 1-2-50, em chốt cho nhà mình luôn với giá là 99.000 nha. Rồi đầm này còn 2-3 cái thôi, ít lời hết rồi chị. Em nói chung là còn sai gì thì em báo sai đó thôi cả nhà. Hôm nay em xả hàng rồi, em không có giấu đâu. Có cái gì em sao hết cho nhà mình luôn. Túi hai bên nhà cả nhà ha. Bên trong lớp lót thun cô tông, cái đầm này chốt 99.000, mã này là 1-2-50. 1-2-50 kèm số điện thoại cho em nha, 99.000. Còn có 2-3 cái thôi nha cả nhà, size L nhưng mà được cái eo nó cũng dễ mặc á, tại vì eo của nó là eo 78 trở xuống. Eo 78 chịu xuống vừa nha cả nhà nha. Đó, nếu mà ai đang mà size ít lời, nhiều khi các chị bon chen giảm xuống size M, cái size L này mình mặc cũng vừa. Cái này em chú cho mình là 99.000, mã này là 1-2-50 nè. Rồi đầm em đang mặc là 1-2-47. 1-2-47 còn size M, em xả luôn 99.000. Các chị thấy đó, nãy giờ sale sốc, sale lỗ vốn không ạ? Nhớ chia sẻ like dùm em luôn nha cả nhà nha. Đầm em đang mặc đây chú cho mình luôn với giá là 99.000 đồng. DA1247 1247 và kèm số điện thoại nào cả nhà ơi. 99.000 đồng mẫu đầm em đang mặc nha. 99.000 đồng mẫu đầm em đang mặc. Chị nào mình ưng mẫu này thì các chị lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay lúc nãy chịu hàng, đầm có túi hai bên, form đầm chữ A nha. Mặc gọn người luôn, thoải mái luôn. Rồi em chốt 99.000 đồng, tầm khoảng 40kg đến tầm 50 hoặc 52kg chịu xuống mình mặc vừa mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này thì các chị đặt sớm giùm em luôn. 1-2-4-7 và kèm số điện thoại cho em nha. 1-2-4-7 và kèm số điện thoại chốt ngay bây giờ cho mình là 99.000, size M nha các chị. Chị Nguyễn Thị Lan 1-2-4-7 chốt, chị Ngọc Trang 1-2-4-7 chốt. Rồi còn chị nào ưng nữa đặt liền luôn dùm em nha. Nhớ chia sẻ like cả nhà ơi. Đầm 99k áp dụng cho chị nào mình có chia sẻ like nha. Ai chưa chia sẻ mình chia sẻ liền giúp em nào cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp cho mình một em đầm này nè. Hàng lẻ size còn ít em xả hết cho các chị mình luôn. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt liền luôn. Nhanh tay cả nhà ơi. Đầm tiếp theo thôi để lên maxi đi. Lên đầm maxi cho các chị. Chị Suối Mơ 1-2-4-7 ok nè. Rồi chị Ngọc Dung có nha chị nha. Rồi chốt cho chị luôn. Bây giờ em lên tiếp cho mình một cái đầm khác nữa đây. Rồi nhanh tay nha cả nhà. Lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em nha. Mẫu tiếp theo lên cho mình một kem đầm maxi 1336. Rồi đợi em xíu nha cả nhà. Có chị nào mình ưng mẫu nào thì cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn nha. Đây, rất đẹp luôn. Đây là DA1336. Mẫu đầm này thì em sẽ chốt sale luôn 1336 này, xả luôn 159.000 thôi. 159.000 đồng mẫu này thôi nha cả nhà. Rồi chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha. Chốt sale 159.000 đồng. Đây là DA1336 nha. Rồi ai lấy mẫu này thì các chị lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay lúc này để em chịu hàng luôn. 1336 và kèm số điện thoại cho em nha cả nhà nha. 159.000 đồng. Ở đây này em cam với 62 form này sẽ dài tới phần cổ chân này luôn. Đó, dài tới đây luôn. Rồi, lụa mango mình mặc cực kỳ là mát luôn. Ngày hôm nay em xả luôn nha, 159.000. Maxi 390.000, bây giờ chốt chỉ còn là 159.000 đồng. Sale không lợi nhuận luôn, xả hết luôn. Cái này em còn lẻ size nhé. Cái này là nó còn size M với size L thôi. 1336. Chỉ còn đúng hai size cuối cùng, size M với size L, chị nào vừa mình đặt liền nha. 159.000. 159.000 đồng mẫu đầm này. Đây là DA1336 này. Rồi chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt hàng liền luôn giùm em nha. Ngay bây giờ để em chịu hàng.
1336 và kèm xuyên thoại. Em chút sale luôn trên live với giá chỉ có là 159.000 đồng. Lụa mango hoặc cực kỳ êm luôn. Rồi em chào các chị mình mới vô, cả nhà tranh thủ hôm nay mình vào săn sale nhé. Rồi 1336 cho chị Nguyễn Thị Lan, 1336 chị Bích Nguyễn chốt luôn. Rồi em ngày hôm nay sale luôn, còn 159 thôi. Thấy hình sao nè, form lên rất là đẹp luôn cả nhà. Ngày hôm nay xả luôn 159.000 đồng. Chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt liền luôn giùm em nhé. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác nha. Em có cái gương nhỏ nhỏ không kìa. Cái gì mắt chị nhé. Đây em để đây. Rồi các chị ơi em lên cho mình thêm một cái mẫu đầm tiếp theo, đầm sơ mi 1247 chị Trúc Nguyễn chốt, 1336 chị Lan Nguyễn chốt. Rồi chị Nguyễn Kim Loan 1336 ok các chị mình nha. Các chị tranh thủ nha cả nhà. Đợt này là còn gì em xả hết luôn. Đầm tiếp theo nè cả nhà. Đầm tiếp theo của em đây là DA 1368 nha các chị nha. 1368 giá sốc luôn. Rồi đợi em một xíu nha. một ba sáu tám mẫu đầm này em còn cho mình là 1368, em còn size M, size XL với size 2X nha. Em còn 3 size, size M, XL với 2X. Rồi chốt luôn cho cả nhà mình đây 1368 chốt sale luôn 139.000. 139.000 mẫu này luôn, xả luôn. Xả luôn giá rẻ cho các chị mình đây, chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn liền cho nha. Rồi sale luôn 139.000 đồng sơ mi rất là đẹp luôn. Còn 3 size cuối cùng. Size M, size XL, size 2X. Chị nào vừa mình đặt liền cho em nha cả nhà ha. Form đẹp lắm nè cả nhà. Ok. Rồi em sale luôn cho mình nha, 139.000 đồng, cực rẻ luôn cả nhà. Chị nào mình lấy mẫu này thì các chị đặt hàng liền luôn giùm em nào, ngay bây giờ em chịu hàng nè. Lụa mango các chị mặc êm lắm, có túi 2B nữa. Cái này nó phố nút cổ, nút ngập phía trước cho mình nè, form lên rất là chuẩn luôn. Cái này em xả nhanh nha, 139.000 đồng mẫu đầm này. Rồi ai lấy mẫu này thì các chị đặt hàng ngay bây giờ cho em nào. Mình comment cho em luôn ngay bây giờ nha cả nhà ơi, 1368. Chốt sale luôn trên live còn 139.000 đồng một em đầm sơ mi. Giá sốc luôn. Có chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt sẵn giùm em nha. Alo. À dạ đúng rồi. Có. À về giá của Shopee chị chờ em một xíu nha. Rồi mẫu đầm này em chốt nhanh nha, 139.000 nha cả nhà. Rồi ok chị Suối Mơ nè, 1368. Rồi còn chị nào mình ưng mẫu này các chị nhanh tay nha. Chị Ngọc Loan có size chị ơi, đầm này có cho mình size M, size XL với size 2X nha. Em chốt ngày hôm nay cho mình là 139.000 cái mẫu đầm này nha các chị. Đó, rất là rẻ luôn. Sơ mi á, cái chị mà mình mua có 139k, em đảm bảo luôn các chị ơi, đảm bảo chỉ có shop em mới có cái giá này thôi cả nhà. Đó, áo sơ mi nhiều khi bình thường các chị mua cũng không có giá 139 luôn, mà ngày hôm nay đầm sơ mi vải chất lượng luôn 139.000. Chủ yếu hôm nay sale là lấy tương tác các chị ạ, lấy lượt chia sẻ các chị ơi, giá rất rẻ cả nhà, tranh thủ đặt liền. 49kg hả chị? 49kg tất nhiên là vừa chị ơi, 49kg là mình rất là dễ mặc luôn, mình cứ yên tâm đặt hàng nha. Rồi bây giờ đầm em đang mặc, chị nào lấy đặt hàng cho em, mã này là DA 1368,
em chốt sale luôn, chỉ còn có giá là 139.000. Von màu củ dền em gần hết rồi, các chị tranh thủ mình đặt sớm luôn. Đây, giờ em sẽ lên mẫu đó cho các chị xem luôn. Rồi bây giờ đồng em đang mặc xong chưa cả nhà ơi, mã này là 1368, em xả luôn là còn 139.000 nha. 139.000 mẫu đầm này thôi, siêu rẻ luôn. Ai ưng mẫu nào thì các chị lên đơn hàng liền luôn giùm em nha. Giờ em qua mẫu tiếp theo. Đây, mẫu tiếp theo này là 1354. 1354. Mẫu đầm này có đủ size nhưng mà thật ra mẫu size nó chỉ còn vài cái thôi. Rồi bây giờ em xả luôn mẫu này nha. 1354 sale nhanh cho các chị giá rẻ luôn. 159.000. Chỉ còn là 159.000 đồng mẫu đầm von này thôi cả nhà. Rồi chị nào mình ưng mẫu này các chị nhanh tay nha, lên đơn hàng ngay lúc này, em chịu hàng luôn cả nhà ơi. Rất là xinh luôn. Cái này nó có hai lớp phía sau là dây khóa kéo cho các chị mình nè. Ở đây em cam mét số 2 form này dài qua gối nè, bên trong có lớp lót thun cô tông cho mình đây. Rồi mẫu đầm này chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn. Mã này là DA1354 và kèm cho em số điện thoại nha. 1354 và kèm cho em số điện thoại, em chú ngày hôm nay cho nhà mình luôn. Chỉ còn có giá là 159.000. Phần tay này nó bo chu nè các chị. Phần này thì nó sẽ là có nhúng nhúng ở đây một chút và nó sẽ phối cho mình ba cái nút ha. Đầm này có túi phía bên phải như cả nhà. 1354 rồi em xả nhanh cho các chị mình luôn, chỉ còn có giá là 159.000 đồng. Đầm này bình thường các chị mua 299 không ạ? Hôm nay em chốt xả luôn 159.000 thôi, quá rẻ luôn cả nhà. Cái tông màu của dề này các chị mặc cực kỳ trắng da luôn. 1354 ok chị Trần Ngọc Tú. 1354 cho chị Thu Thủy, em lên đơn luôn. Giá ngày em đang sale cho mình là chỉ có 159 thôi nha. Rồi ai lấy mẫu này thì các chị lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nè. Comment là mã này với số điện thoại em chốt đơn. 1354 cả nhà ơi, tranh thủ lên đơn hàng sớm cho em nha. Giá sale ngày nay cho mình là 159.000 đồng. Còn ai mình lấy mẫu này nữa không ạ? Nhanh nào cả nhà lên đơn hàng sớm giùm em. Chị Tú Nguyệt ok nè, chị Ngọc Trang ok nè. 1354 sale 159.000 đồng. Đây, bên trong của nó lớp lót thun cô tông này các chị, nó mát rượi luôn. Và nó mặc nó rất là thoải mái, mát mẻ cho mình. 1354 cho chị Suối Mơ 159.000. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ? Nhanh tay nha cả nhà ơi, ngày hôm nay xả hàng cực kỳ rẻ luôn. Chị nào nhanh là còn, chị nào chậm là hết hàng, hết giá sale nha cả nhà nha. 159.000. Sale cực sốc luôn các chị ơi, nhanh tay nào, còn ai chưa đặt nữa không ạ? Mình đặt hàng ngay lúc này cho em luôn nha. Chị Lý Hoàng em lên đơn hàng cho chị luôn 1354 nè. 1354 sale 159.000 đồng. Còn chị nào chưa đặt thì mình lên đơn hàng ngay bây giờ nha. Comment cho em luôn là mã này với số điện thoại để chịu hàng luôn. Rồi xả nhanh giá rẻ giá sốc cho các chị mình đây. 159.000 đồng. Đầm body em có luôn nha chị nha. Bây giờ mình đợi em xíu, em sẽ lên cho các chị mình đầm body luôn. Ai lấy mẫu nào thì các chị đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ ha. Là mã với số điện thoại liền nha cả nhà. Rồi, 1354 cho chị Trần Hải Yến 159.000. Cả nhà ơi lưu ý giúp em là đầm này á, em chỉ còn mỗi mấy cái size thôi. Nên là nếu mà chị nào may mắn thấy cái like này của em, các chị đặt luôn thì mới có hàng nha. Chứ mà mình đợi đến hết like, mình đợi đến ngày mai, ngày mốt thì không còn ở đâu cả nhà. Có thể trong hôm nay là nó cũng hết rồi. Ok, chị Cao Tham lên đơn hàng luôn. 1354 đầm này sale là 159.000 đồng, 159.000 nha cả nhà. Chị nào mình ưng đặt liền luôn. Rồi tiếp tục bây giờ em lên body nha. Mình nhớ chia sẻ like giùm em nha. Hiện tại em có cái mẫu body này hôm nay lên chương trình sale luôn. Đây các chị ơi, mẫu đầm này là DA1390 nha.
Đây 1390 nè, đầm này là cũng là mẫu mới luôn á. Nhưng mà hôm nay em sẽ lên chương trình sale cho các chị mình luôn. 1390. Cái tông màu đỏ này các chị mặc lên da cực kỳ trắng da luôn. Và hôm nay giá cực rẻ nha, 1390. Sale luôn cho nhà mình còn 199.000 đồng thôi. Hôm nay sale đặc biệt giá rẻ luôn nè cả nhà ơi. Rồi chị nào mình lấy mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng xứng giùm em ngay bây giờ nha, để em chịu hàng luôn nè. 1390 sang lắm luôn cả nhà, cái mẫu đầm này ai không mua là cực kỳ tiếc luôn. 1390 ngày hôm nay sale luôn, chỉ còn là 199.000 đồng cái em đầm này. Rồi tôn dáng nè, vải này nó có co giãn như cả nhà. Em còn mặc đang mặc một bộ đồ bên trong nó hơi cộm một xíu á, cái này nó co giãn nhiều lắm đó các chị, thấy không, mặc thoải mái luôn. Mẫu đầm này là 1390, ngày hôm nay em sale cho cả nhà mình luôn, chỉ còn là 199.000 đồng thôi. Cái này là 40kg đến 65kg mình mặc vừa, mặc thoải mái luôn. Rồi bây giờ chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn hàng sớm cho em nha. DA1390 nè, và kèm cho em số điện thoại em chịu hàng. Đây cái vải này của nó nè các chị, thì nó sẽ có co giãn và đồng thời nó sẽ có kim tuyến, nó được ép chặt trên nền vải luôn nhá. Kim tuyến này không hề bị bung chóc nha cả nhà. Đó rất là đẹp luôn, lấp la lấp lắng. Đầm này của em ha, sale cho mình ngày hôm nay chỉ có 199, mã này là 1390. Chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn liền cho em nha. Chị Ngọc Dung ok 1390 em chốt nè. Đầm này em có đủ size cả nhà ơi, cứ lên đơn hàng nha, rồi bên em sẽ tư vấn size cụ thể cho các chị mình luôn. 1390 và kèm cho em số điện thoại luôn cả nhà ơi. 1390 và kèm cho em số điện thoại, chốt sale luôn trên live với giá chỉ có là 199.000 đồng mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này thì các chị cứ đặt hàng sớm giùm em nhé, ngay bây giờ để em chịu hàng luôn. Bình thường các chị mua em đầm này phải là 299.000, bây giờ mình chốt chỉ còn là 199.000 đồng mẫu đầm này thôi. Mã sản phẩm này là 1390. Chị nào mình ưng mẫu này các chị nhanh tay nha, lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn cả nhà ơi, đủ hàng đủ size và giá sốc cho mình luôn. 199.000 đồng, 199.000 đồng mẫu đầm này. Ưng mẫu này thì các chị nhanh tay nè, lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn là mã hàng nè, và kèm cho em số điện thoại để chốt sale nha. 1390 và kèm cho em số điện thoại luôn cả nhà. Chị Thanh Huyền em chốt 1390, chị Ngọc Tú chốt 1390 cho chị luôn. Sale ngày hôm nay là 199 thôi. Rồi ok chị Thúy Nguyễn em chốt 1390 cho chị luôn, 65kg mình mặc được 2x nha. Mẫu đầm này là các chị trong tầm 65kg trở xuống là bao vừa luôn, độ co giãn nó nhiều, mặc thoải mái nha. 199.000 đồng mẫu đầm này. Rồi ok nè, chị Cẩm Tú lên đơn hàng cho chị luôn. Còn chị nào mình ưng mẫu này nữa không ạ? Còn chị nào mình ưng mẫu này tranh thủ nào, lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn là mã hàng nè, và kèm cho em số điện thoại nha, để em chốt sale ngay bây giờ cho các chị mình luôn. Cho các em đầm sang như thế này mà giá chỉ có là 199.000. Mẫu này em chỉ có đúng một màu duy nhất thôi chị Cao Thúy ơi, đầm này thì không có màu khác chị nhé. Rồi ok chị Thuy, chị Khuy Phương nè, 63kg 1390 vừa luôn chị nha. Nhớ cho em thêm số điện thoại nha cả nhà ơi, có số điện thoại để mấy bạn sẽ gọi điện tư vấn cho mình cho nó dễ luôn, và lên đơn hàng nhanh cho mình luôn. 1390 chốt đơn luôn, 199. Cái màu này á, thực tế cái màu nó cũng là đỏ đậm thôi, nó chỉ không phải là đỏ tươi đỏ chói, nên là nó cũng dễ mặc cả nhà, không hề bị kén da, da trắng da ngâm mình mặc đều đẹp. Chị Bích Nguyễn có số điện thoại ok chị ha. Rồi 1390, còn chị nào chưa đặt nữa không ạ? Mình lên đơn luôn cho em nha, em chịu hàng ok chị Suối Mơ tiếng niệm lên ha. Rồi 1390, còn chị nào mình lấy mẫu này mình comment cho em luôn nha, mã hàng với số điện thoại sang trên này cả nhà. Ở đây em cao 1m62 thì cái form này dài tới đây nè. Tùy vào chiều cao mỗi người các chị mặc dài ngắn khác nhau, cái gì mình canh giùm em nhé. Mẫu này 1390 chị Cao Thúy ơi, cái gì mình comment lại mã giúp em nha. 1390 một màu duy nhất, và sale ngày hôm nay cho mình chỉ còn là 199.000 đồng. Chị nào mình lấy mẫu này mình comment ngay bây giờ cho em luôn là mã hàng nè, và kèm cho em số điện thoại để em chốt đơn. 1390 và kèm số điện thoại cho em nha. Chị Minh Trang em chốt 1390 cho chị luôn. Đó siêu phẩm luôn, vải đẹp. Cái này vải này ở ngoài các chị nhìn nó sẽ đẹp hơn trên like nhiều, tại vì nó có cái độ lấp la lấp lánh nha cả nhà, nhìn rất là sang luôn. Và ẩn ở trên nền vải này nó có những cái phần họa tiết nha cả nhà, cái những cái họa tiết lá dừa như thế này đây. Mã đầm em đang mặc đây là DA1390, có chị nào mình ưng ý nhanh tay nha, chốt sale luôn trên like này cho cả nhà mình, chỉ còn có giá là 199.000 đồng.
199.000 đồng thôi cả nhà. Chị nào mình ưng mẫu này đặt liền cho em nào. Chị Minh Châu ok nè, 1390 sang ha cả nhà. Em đầm này có 199 là quá rẻ luôn. Chị nào mình thích mẫu này thì cứ lên đơn hàng cho em luôn. Độ co giãn nó nhiều lắm các chị. Ở đây là LM62. Cái này em mặc nó hơi rộng xíu. Cái chị mặc vừa form mà đẹp hơn em á cả nhà. Đó em mặc đây nè, độ co giãn nó vẫn còn đó cả nhà. Dễ mặc lắm. Đầm này em sale có 199.000 nè, quá rẻ luôn. Rồi bây giờ chị nào mình ưng mẫu này thì các chị lên đơn hàng luôn cho em nha. Ngay lúc này để em chuyển hàng chuyển sai. Mã này là 1390. Nhanh tay cả nhà nha. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm đầm sơ mi 2 nhí cho các chị mình đây. Đầm sơ mi 2 nhí em có cái mẫu này đẹp lắm, hôm nay cũng sale luôn nha. Mình đợi em một chút xíu. Rồi ai lấy mẫu nào thì các chị lên đơn hàng ngay bây giờ nha cả nhà. Đừng đặt trễ quá hết chương trình sale rất là uổng nha cả nhà nha. Đầm tiếp theo sơ mi hoa nhí phải bao đẹp luôn, xả nhanh giá rẻ luôn. Đây là đây mẫu đầm này là 1377. 1377 để em xem nó còn size gì nha. Còn size M, size L thôi cả nhà ơi. Thôi để em sale luôn nha. Rồi, mẫu này xả lưng 139.000 các chị ơi. 1377 này còn đúng cho mình có 2 size thôi. 2 size cuối cùng xả luôn nha. Đầm sơ mi hoa nhí rất là đẹp nhưng mà tiếc là bây giờ còn đúng 2 size. Nếu mà chị nào vừa à không, 3 size nhầm còn size 2X nữa. Còn size 2X nữa nha cả nhà. Rồi sale luôn nha, lỡ sale luôn nha, 159.000. Cái đầm sơ mi này. Đó, chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn hàng sớm luôn. Ngay lúc này em chịu hàng nào cả nhà ơi. Sơ mi hoa nhí rất là xinh luôn, mã 1377. Mã đầm em đang mặc nha, 1377 cả nhà lên đơn hàng luôn nha. Những cái mẫu đầm sơ mi như vậy mình rất là tiện, đi đâu mà cũng ok hết. Và sale hôm nay giá sốc luôn 159.000, còn đúng 3 size. Đó là size M, size L và size 2X nha cả nhà. Chị nào may mắn mình vừa trong 3 size này, các chị lên đơn hàng luôn. Tại vì hàng này em còn ít lắm cả nhà. Và em xả hàng cho các chị ngày hôm nay chỉ có 159.000 đồng. Vải bao đẹp này là lụa, lụa hàng nha cả nhà. Cái chị mặc nó mát lắm. Nó mát và nó sẽ không hề bị nhăn nhầu, đồng thời nó sẽ có co giãn nhẹ cho các chị mình luôn. Với mẫu đầm này em chốt nhanh trên line này chỉ có 159.000 đồng thôi, bình thường mình mua là 299.000. Rồi bây giờ chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em mặc ngay bây giờ em chịu hàng. 1377 nha, có túi phía bên phải cho các chị. Ở đây em cao mét 62, form này dài tới đây. Em cao 1m62 dài tới đây, tùy vào chiều cao mỗi người các chị mình canh dùm em xem sao, xem mình dài tới đâu nha. Rồi đầm em đang mặc chốt đơn luôn 159.000 đồng. 159.000 đồng thôi cả nhà ơi, quá rẻ luôn. Chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn sớm cho em nè. Ngay bây giờ em chịu hàng là 1377 nha. Hoa nhí ha, cực kỳ xinh luôn. 65kg mình mặc vừa mẫu này luôn chị ơi. Rồi đầm này là tầm 40kg đến 65kg mình mặc vừa đó cả nhà. Bây giờ hiện tại em đã hết XL thì hết XL các chị có gì mình tăng lên size 2X giúp em nha. Tại vì những cái form đầm này mình mặc rộng rộng xíu cũng không sao. Rồi đầm này các chị hoặc là mình cứ để lại chiều cao cân nặng số đo đi bên em tư vấn kỹ cho mình luôn nha. 1377 nha. Đầm này 40kg đến 60kg. Vừa em chốt sale luôn còn 159.000. 159.000 đồng mẫu đầm này thôi. Chị nào mình lấy mẫu này các chị chốt đơn liền cho em là cả nhà, cực kỳ xinh luôn và sale rất là rẻ ngày hôm nay. Có 159.000 ngày hôm nay các chị mình tranh thủ đặt luôn. Đừng đặt trễ nha cả nhà, tại vì đặt trễ là hệ thống chương trình sale của bên em đã ngưng rồi, sẽ không còn cập nhật cái giá này nữa. Thì các chị ưng thì mình đặt ngay bây giờ sẽ được giảm giá luôn nha. Đầm này em chốt cho mình chỉ còn là 159.000 đồng mà thôi. Mã đầm này của em là DA1377 nha. DA1377, chị nào mình lấy mẫu này đặt sớm giùm em nè. 1377 và kèm số điện thoại nha. 1377 và kèm trên số điện thoại nào cả nhà ơi, giảm ngay trên like cho các chị mình luôn. Chỉ còn có giá là
59.000 đồng, 159.000 đồng mẫu đồng này. Chị Ngọc Trúc ok, chị Thanh Hiền ok, em chốt đơn hàng cho chị nè. Mã này là 1377 nè. 1377 159.000 nha. Còn chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt liền luôn. Rồi, 1377. Đầm này cũng giấu bụng cho các chị mình nè. Các chị có bụng không lo lộ bụng luôn nha. Rồi chốt nhanh luôn, trên line này là 159.000. Còn ai ưng mẫu này nữa không ạ? À? Mình đặt hàng ngay nào cả nhà. Comment cho em luôn là mã hàng nè và kèm cho em số điện thoại để em chốt đơn cho các chị ngày hôm nay luôn nha. Rồi chị Thanh Huyền ok, em chốt 1377 cho chị nè. Sơ mi hoa nhí rất là xinh. Đó, những cái mẫu hoa nhí thường nó sẽ chốt cho mình mặc lên nó gọn người, che khuyết điểm cho mình nó tốt luôn. Đó, rồi mặc thoải mái dễ chịu, cái vải này là các chị mặc là ghiền luôn, lụa hàng. Các chị mua thử đi. Này nó co giãn nè, mát nè, êm, mát rượi luôn cả nhà. Mặc rất là thích, không bị nhanh luôn, không hề bị nhanh nhầu luôn các chị ơi. 1377 nha, ngày em lên xã luôn 159.000 đồng. Còn chị nào mình ưng mẫu này thì các chị cứ comment ngay bây giờ cho em luôn là mã nè, với điện thoại cho em luôn. Nhanh tay cả nhà ơi, 1377 nha, xã nhanh 159.000 đồng. Chị nào nhanh là còn, chị nào chậm hết hàng hết sale nha cả nhà. Cố gắng lên đơn hàng ngay bây giờ để em chừa hàng cho các chị mình luôn. Ok, chị Cẩm Tú em chốt cho chị luôn nè, 1377 nè, 159.000 đồng. Còn chị nào lấy mẫu này đặt hàng cho em liền nha cả nhà ha. Rồi body mẫu khác hả chị? Rồi bây giờ body mẫu khác, mình đợi em một xíu nha. Body mẫu khác em sẽ lên cho mình một cái em đầm nhung. Body đuôi cá được không chị ơi? Em lên cho mình mẫu đầm nhung này 1392. Rồi đợi em xíu nha. Nhung này bên em yên tâm cho em là nhung lạnh nha các chị. Bên em mang nhung lạnh nên là các chị mặc nó rất là mát, không hề bị nóng đâu cả nhà. Nhiều chị hay sợ là mặc nhung bị nóng nhưng mà không có đâu các chị. Rồi, bây giờ mẫu tiếp theo nha. Mẫu này là 1392. Body em còn nhiều mẫu lắm, em sẽ lên dần dần. Đây, 1392. Cái tông màu tím này nó sang cực kỳ luôn. Rồi với mẫu đầm này em lên chương trình cho các chị mình đây. 1392 này sale cho mình luôn 299.000 đồng. Một cái mẫu đầm nhung lạnh cao cấp nha. Sang cực kỳ luôn cả nhà. Ai lấy mẫu này các chị đặt cho em luôn. Mã sản phẩm này là DA 1392. 1392. Chốt sale luôn trên live. Chỉ còn có giá là 299.000 đồng thôi. 299.000 đồng mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị đặt liền luôn dùm em nha. Ngay bây giờ em chịu hàng luôn. Trời ơi đẹp chưa các chị, mê hồn luôn. Phối với một dàn nút phía bên hông nè. Rồi đầm này vải nó sẽ có co giãn nha. Vải nó có co giãn, mình mặc nó cũng thoải mái. Ai ưng mẫu này các chị lên đơn cho em luôn. Mã này là 1392 cả nhà. Sang ơi là sang luôn. 1392 comment liền nha các chị ơi. Sang lắm, đầm này chốt sale ngày hôm nay chỉ có 299k. Mình săn được ngay cái em đầm siêu phẩm, đáng đồng tiền bát gạo luôn, chất lượng cực kỳ. Phối phía trước là nút xịn giò nè. Và vải nhung lạnh này ha, mình mặc mát rượi luôn. Ở đây nó phối thêm kim tuyến lấp la lấp lánh đủ màu sắc nè. Mẫu này thì em có đúng một màu duy nhất, không có màu khác nha các chị. Mã này là DA 1392. 1392 và ngày hôm nay sale luôn trên live cho cả nhà mình đây với giá chỉ có là 299.000 đồng thôi. 299.000 đồng mẫu đầm em đang mặc nha. Ai lấy mẫu này thì các chị đặt hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ em chịu hàng luôn. 1392 và kèm số điện thoại cho em là cả nhà. Đầm này co giãn nhiều lắm, thậm chí 70kg các chị mặc vẫn vừa. Rồi mặc bao êm luôn, mát rượi luôn nha cả nhà. Sale ngày hôm nay cho mình chỉ có 299.000 thôi. Mã này là 1392. Rồi chị nào mình ưng mẫu này các chị nhanh tay nè, lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn 1392 và kèm cho điện thoại nha. 299k tranh thủ lên đơn hàng liền. Cái em đầm siêu phẩm này kiểu hết nha cả nhà. Đầm này mặc đúng đẹp luôn, sang cực kỳ. Rồi mặc gọn dáng luôn, bộ co giãn thì nhiều nên là 70kg chị xuống bao vừa luôn, thoải mái. Đầm này các chị mặc là không có sợ chật nha. Rồi mã đầm em đang mặc đây là 1392, chị nào lấy nhanh tay, chị Kim Loan 1392 em chốt đơn nè. 1392 cho chị Ngọc Dung em chốt sale cho chị nè. 299.000 đồng thôi, xịn sò, vải đẹp luôn, chất mát cực kỳ. Nhung lạnh nha cả nhà, mặc êm thoải mái vô cùng. Sale ngày hôm nay cho mình luôn, chỉ có 299.000 đồng. Đó, đầu tư ngay em đầm này đi cả nhà.
đảm bảo nhận được hàng là chỉ có ưng ý mà thôi. Vải rất là đẹp luôn. Rồi sale luôn 299.000 đồng thôi. Nhanh tay nha cả nhà, lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. 1392, 1392 và kèm cho em số điện thoại nha. 1392 và kèm cho em số điện thoại, chốt đơn ngay lúc này cho cả nhà. Chỉ có là 299.000 đồng. 299.000 đồng mẫu đầm em đang mặc. Ưng mẫu này thì các chị lên đơn hàng sớm giùm em, ngay lúc này em chịu hàng luôn. Mã này là 1392. Xuất sắc luôn cả nhà ơi. Có 299 là tụi chi không đặt hàng đúng không ạ? Quá sang luôn. Đầm này á mặc lên tôn dáng nữa, gọn người, mát và co giãn nhiều. Thường lúc nào cũng vậy, mặc đầm nhung các chị nhìn đẹp, nhìn sang chụp hình nó cũng sang nữa. Đầm này em chốt cho mình luôn, chỉ có 299 thôi. Rồi nhanh tay nào cả nhà ơi, ai chưa đặt mình đặt liền luôn giùm em. Ngay lúc này để em chịu hàng nha. 1392 và kèm số điện thoại cho em luôn cả nhà ơi. Chốt đơn luôn trên live chỉ có giá 299.000 đồng. 299.000 đồng thôi các chị ơi, đúng đẹp luôn. Rồi, còn em dành cho mình thêm 30 giây nữa để săn sale được em đầm này nha. Còn chị nào chưa đặt nữa không ạ? Mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nào, 1392 và kèm cho em số điện thoại để em chốt sale luôn. Chỉ có 299.000 đồng thôi. Ai lấy mẫu này thì các chị nhớ lên đơn hàng sớm giùm em, ngay lúc này em chịu hàng cả nhà nha. Rồi và bây giờ thì em sẽ lên tiếp tục một em đầm nữa, em sale cho mình 99.000 đây. Tiếp tục lên chương trình sale cho anh 99k nha cả nhà, mình đợi một chút xíu nha. Đợt này sale rất là nhiều mẫu luôn cả nhà, cứ từ từ theo dõi, ưng mẫu nào thì các chị cứ lên đơn hàng cho em nha. Đầm tiếp theo chỉ có 99.000 đồng, cả nhà ơi mình nhớ dành ra vài giây chia sẻ like dùm em nha. Chị nào chia sẻ rồi khi mà các chị lên đơn sẽ được hợp lệ săn sale đầm 99k nha cả nhà. Chưa chia sẻ là không được săn giá sale này nha cả nhà ơi. Tại vì thông cảm giúp em, giá này là giá lỗ vốn rồi. Giá này giá lỗ vốn rồi cả nhà. Rồi một bây giờ đầm em tiếp theo mặc cho mình đây là 1329. Rồi chờ em vài giây nha. Đây là DA1329 cả nhà ơi, đầm này là chỉ có 99.000. Cái này là hàng lẻ size rồi. Gần hết hàng rồi cả nhà ơi. 1329 nè. Đầm này em chốt cho mình luôn 99.000, em còn cho mình size M và size L. Và đúng một cái cuối cùng size 2X nha cả nhà. 2X. À bây giờ các chị ơi luôn giúp em chủ yếu là size M, size L thôi, 2X sợ em sợ cũng hết hàng luôn rồi á. Rồi các chị ơi nhanh tay nha, chốt đơn liền trên line này cho các chị mình luôn. 99.000. 99.000 đồng mẫu đầm này. Phía trước này các chị phối nút ngọc nè. Cái này nó có túi hai bên. Hai bên luôn. Lụa lụa này là lụa mango, các chị mặc nó mát êm ha. Và nó có co giãn luôn. Có co giãn cho mình rất là dễ chịu rồi. Đầm này em chốt luôn, chỉ còn có giá là 99.000 đồng luôn giúp em nha cả nhà ơi. 1329 này là em chỉ còn hai size cuối cùng, đó là size M với size L nên là chi anh luôn 99.000 đồng. Rồi chị nào nhanh là sẽ còn, chị nào chậm là chắc chắn là hết hàng ngay rồi cả nhà. Tại vì hàng này em còn rất là ít luôn. Và sale với giá này là sale chi anh, không lấy lợi nhuận rồi các chị, không lấy lời. Sale tương tác thôi, nhớ chia sẻ giùm em, sau đó mình đặt hàng luôn. Đầm này chốt ngay cho mình 99.000 đồng. Cái màu này mặc lên da cực kỳ trắng da luôn. Phía trước này nó phối cho mình là nút ngọc nè. Có túi hai bên luôn nha cả nhà. Đó, xin chào các chị ơi, cái mẫu này mặc trắng da vô cùng luôn. Rồi, đầm này em mặc là dài qua gối này, tùy vào chiều cao mỗi người. Em cao mét 62 và tới đây đó, mình canh giùm em nha. 1329 chốt sale ngày hôm nay cho nhà mình luôn. Là với giá chỉ còn có giá là 99.000 đồng thôi. 99.000 đồng mẫu đầm này thôi cả nhà ơi. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng cho em luôn. Ngay bây giờ em chịu hàng luôn, 1329 cả nhà. Cái này em chốt nhanh nha, còn đúng hai size à. Size M và size L thôi, chị nào nhanh là còn, chị nào chậm là hết hàng và hết sale. 99.000 đồng mẫu đầm này, mã này là 1329. 1329 và kèm số điện thoại cho em nha. 1329 cho chị Loan Nguyễn nè. Rồi đầm vải à, đầm em đang mặc, chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em.
Rồi ok chị khuyên Phương tiến để em lên mẫu mẫu khác cho mình, là body cho mình nha. Rồi bây giờ đầm em đang mặc đây, mẫu đầm này mã sản phẩm là 1329. Em chốt sale luôn trên like cho nhà mình, chỉ còn có giá 99.000 đồng. Cả nhà nhanh nha, tại vì hàng này em có rất là ít luôn, chị nào nhanh là còn, chị nào chậm là hết. Đầm này em còn hai size như chị Hà Vân, size M và size L cho chị Hà Vân ơi. Chị Khuy Phương 1329 ok em chốt cho chị luôn nha. Rồi nhanh tay cả nhà lên đơn hàng liền luôn giùm em nha. Đầm này em chốt cho mình là chỉ có 99.000 đồng thôi, siêu rẻ, có túi luôn. Em cao mét 62, form này dài qua gối, tùy vào chiều cao mỗi người mình mặc dài ngắn khác nhau, có gì mình canh giùm em nha. 1329 99.000. 1329 chỉ có 99.000 đồng thôi cả nhà ơi. Còn chị nào chưa đặt lên đơn hàng liền cho em nào, ngay bây giờ em chịu hàng. 1329 chốt sale luôn trên like với giá chỉ có là 99.000 đồng. Nhanh tay nha cả nhà, ưng ý mẫu này các chị đặt liền, em còn đúng hai size cuối nha. Size M, size L 40kg đến tầm 55 hoặc 57kg mặc vừa. 40kg tầm 55, 57kg mặc vừa. Em cao 1m62 này chị Hồng Hồng Tà ơi. Em cao 1m62, form này mặc dài tới đây chị nha. Đó, đây đầu gối em nè. Rồi qua gối cái form này vừa phải lắm cả nhà, dễ mặc cực kỳ luôn. 1329 99.000. Còn chị nào chưa đặt mình lên đơn liền nha. Ok, size L cho chị Loan Nguyễn luôn. Rồi còn chị nào mình ưng mẫu này nữa không ạ? 1329 99.000 đồng, đúng hai size cuối cùng nha, là hết rồi cả nhà. 99.000 đồng luôn. Lụa mango các chị mặc êm mềm mát và nó sẽ có co giãn nhẹ cho các chị, nên là khi các chị mặc rất là thoải mái luôn. Mẫu này em chốt là 99.000 đồng. Chị nào mình thích mẫu này đặt luôn ngay lúc này cho em nhé. Comment cho em là mã này và kèm cho em số điện thoại, em chịu hàng luôn ngày hôm nay. Đầm này chỉ có 99.000 là quá rẻ luôn cả nhà. Phải đẹp, mềm êm và mặc mát. Shop sale hôm nay là sale tương tác, sale tương tác nha cả nhà, không có lấy lời, chỉ lấy lượt chia sẻ thôi. Các chị nhớ dành ra vài giây chia sẻ like dùm em để được hợp lệ săn sale đầm này nha cả nhà. 99.000 đồng. Rồi nhanh tay cả nhà đặt sớm dùm em. Chị Mây Bù 1329 sale lời cho em thêm số điện thoại luôn chị yêu nha. Rồi 58kg mình nhớ cho em thêm chiều cao luôn chị nha. Rồi đầm đẹp quá mơ, cảm ơn chị Nguyễn Xuân nha. Rồi chị nào mình ưng mẫu này các chị nhanh tay, đợt này đầm vừa đẹp vừa rẻ luôn. Đầm này em chốt có 99.000, lấy lượt chia sẻ mà không phải lấy lời nữa. Ưng mẫu này các chị đặt cho em nha, 1329 99.000 đồng. Còn size M và size L 40kg đến tầm 55 hoặc 57kg nha. Trung bình 1m6 có thể tầm 57kg trở xuống các chị mặc vẫn vừa. Chị nào mình lấy mẫu này đặt cho em luôn, 99.000 đồng thôi ạ. À. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp cho mình thêm một em đầm nữa nha. Rồi cả nhà ơi, bây giờ em sẽ lên cái mẫu đầm này, giá sốc luôn, giá sốc luôn, có 69.000 luôn này các chị, đợi em xíu nha. 99.000 đã rẻ rồi đúng không ạ? Bây giờ em lên cho mình là 69.000 luôn, chờ em một chút xíu nha. Rồi các chị, bây giờ mình cứ dành ra vài giây chia sẻ like dùm em đi cả nhà. Đó, ai ưng mẫu nào thì các chị lên đơn luôn, chia sẻ dùm em luôn trên tường và chia sẻ vào các hội nhóm dùm em liền cả nhà nha. Mẫu đầm tiếp theo, rồi đợi em vài giây nha. Đây các chị ơi, đầm này của em nhé. Đây là 1388 và tri ân cho nhà mình ngày hôm nay 69.000 thôi. Cái dây này thì các chị có thể luôn cái dây đai giống như bình thường, kiểu truyền thống đó như thế này, hoặc không các chị có thể là cột cái nơ vô như thế này luôn. Giờ em sẽ cột cái nơ luôn nha, cho nó lạ xíu. Rồi, với mẫu đầm này em chốt cho nhà mình nè, chỉ có giá là 69.000 mẫu đầm này thôi. 69.000 mẫu này thôi nha cả nhà ơi, rất là rẻ luôn. Đây là 1388. 1388 nha cả nhà, cái này nó có túi hai bên cho các chị mình luôn. Rồi bây giờ chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn luôn cho em nha. 1388 69.000. Để em kiểm tra coi nó còn size gì nè. 1388 hiện tại còn 3 size, size M, size L và XL. Mẫu đầm này em chốt luôn 69.000 đồng, giá sốc luôn nha cả nhà, mình không nghe nhầm giá đâu. Một cái đầm như thế này có kèm dây đai rờ cho các chị mình luôn, chỉ có 69.000 mà thôi. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt liền nha. Em còn cho mình 3 size, đó là size M, size L và size XL. Thì các chị trong tầm từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Em chốt luôn cho mình đây là giá 69.000. Cái dây đai này mình có thể thắt kiểu, mình có thể luồn dây vô, mình để đây cũng được. Hoặc các chị có thể thắt nơ như thế này cho nó lạ luôn nha. Mẫu đầm này em chốt luôn là chỉ có 69.000 đồng thôi. Đó, cái form đẹp chưa các chị ơi?
có sẽ tà hai bên. Ở đây em canh cái số 2 form này dài tới đây và tùy vào chiều cao mỗi người các chị mặc dài ngắn khác nhau thì mình canh dùm em ạ. Mẫu đầm này chốt luôn cho mình là 69.000 đồng. Chị nào mình ưng mẫu này, các chị lên đơn hàng sớm dùm em. Ngay bây giờ điểm trừ hàng cho các chị mình luôn nha, 69.000 đồng thôi. DA1388 và kèm số điện thoại. Quá rẻ luôn cả nhà ơi, giá sốc luôn. Chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt liền cho em nào. 1388 trước luôn cho mình với giá là 69.000 đồng mẫu đầm này nha. Rồi, ok vừa chị Nguyễn Tú nha. Đầm này 40kg đến 65kg vừa, 40kg đến tầm 60kg vừa nha cả nhà. Trung bình 1m6 thì tầm 60kg trở xuống mình mặc vẫn vừa. Đầm này em chốt cho mình luôn là chỉ có 69.000. Chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt luôn. Chị Minh Trang em chốt đơn hàng cho chị luôn là 1388 nè. Còn chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em nha. Ngay lúc này em trừ hàng luôn, quá rẻ cả nhà ơi. Mẫu đầm này em còn 3 size cuối cùng, size M, size L và size XL. 40kg đến 60kg vừa, chị nào mình đặt hàng comment liền luôn giùm em nha. Em đang mặc một bộ đồ bên trong hơi cộm. Vải này là nó là chất KT và nó có cái họa tiết sọc caro nhỏ nha cả nhà. Vải KT họa tiết sọc caro nhỏ rất là đẹp luôn. Rồi em chốt ngày hôm nay cho mình chỉ còn có giá là 69.000. 69.000 sale lỗ luôn các chị ơi, em lấy được chia sẻ mà thôi. Nhớ chia sẻ like dùm em 3 lần ở bất cứ nơi đâu để hợp lệ săn sale. Đầm này em chốt 69.000 nha cả nhà. Cái đầm này chỗ các chị không tin lỗ luôn, giá quá rẻ. Sale là em lấy lượt chia sẻ không phải lấy lời sản phẩm nha cả nhà. Rồi chị Lan Nguyễn 1388 chốt đơn luôn. 1388 cho chị Ngọc Như chốt sale luôn. 1388 cho chị Thanh Huyền em lên đơn hàng cho chị luôn. Giá chỉ có 69.000 đồng. Còn ai mình lấy mẫu này nữa không ạ? Mình đặt hàng ngay bây giờ cho em nào. Comment cho em là mã nè, với số điện thoại em chuyển hàng luôn. 1388 và kèm cho em số điện thoại nha. 69.000. Chỉ có 69.000 đồng một đầm này thôi cả nhà ơi. Siêu rẻ luôn các chị. Không tin nổi luôn. Ngày hôm nay là quá rẻ, quá sốc. Rồi còn ai mình lấy mẫu này nữa mình đặt hàng cho em luôn. Chị Nguyễn Ngân em chốt đơn hàng cho chị nha. 1388 nè. 100. À không, đầm này sale có 69.000 đồng. 69.000 đồng, sale không lấy lời, sale này là lấy tương tác cả nhà. Ưng mẫu này các chị đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn, làm mã đẹp và kèm cho xin thoại chốt đơn 1388 và kèm xin thoại luôn, chỉ có 69.000 đồng mà thôi. Chị nào mình lấy mẫu này, cứ đặt hàng ngay bây giờ cho em điểm trừ hàng luôn cả nhà nha. Cái phần dây đa này là cái phần này thì nó viền viền ngọc xung quanh này cả nhà. Cái dây này các chị thắt nơ hay là các chị thích ở đây cũng được nè. Đó. Rồi đầm này em chốt cho mình là 69.000. Chị nào mình ưng mẫu này đặt liền cho em nha. Rồi tiếp tục em qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo đây. Chờ em vài giây nha cả nhà. Mẫu tiếp theo em lên sale cho các chị mình. Một em đầm 99k. Em lên chút xe cho mình một cái đầm 99k nữa nha cả nhà. Hàng còn ít, chị nào mình lấy mình đặt luôn cho em ngay bây giờ nha. Rồi đợi em xíu nha cả nhà. Giá quá rẻ quá sốc luôn. Tiếp tục nè. Giá này em sao lỗ vốn luôn. Hôm nay là cả nhà khỏi cần đánh đo suy nghĩ về giá tiền luôn nha. Giá cực rẻ cho nhà mình. Ở đây em có mẫu đầm này là DA1364. Rồi mẫu đầm này em còn cho mình size M và size L thôi. Rồi em chốt luôn 99.000. 99.000 đồng mẫu đầm em đang mặc cả nhà ơi. Đây là DA1364. Hiện tại hàng còn rất là ít nha các chị. Và nếu mà chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt ngay bây giờ cho em nè. Cái này nó có chất vải của nó là lụa phát. Các chị mặc nó cực mát và cực êm luôn. Và cái màu sắc quá là ngọt ngào luôn cả nhà. Phố nút ngọc phía trước cho mình nè ha. Và túi phía bên phải cho mình. Đầm này ha, mặc cực kỳ trắng da và che với điểm tốt. Đầm này em chốt sale luôn. Chỉ còn có giá 99.000 đồng. Rồi bây giờ chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn hàng cho em nè. Mã này là 1364. 1364 và kèm trên điện thoại luôn. Em chốt ngày hôm nay cho cả nhà mình với giá chỉ có là 99.000 đồng thôi cả nhà ơi. Quá rẻ luôn. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu này đặt nhanh cho em nha. 1364 99.000 đồng. 1364 99.000 đồng. Chị nào nhanh là còn, chị nào chậm là hết hàng và hết giá sale nha cả nhà ơi. 1364 chốt luôn 99.000 đồng. Hai size cuối cùng là size M và size L. Thì các chị trong tầm 40kg đến tầm khoảng là 55kg mình mặc vừa.
40kg đến tầm 55kg mình mặc vừa mẫu đầm này nha. Mã này là 1364. Chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn hàng cho em nè. Đó, nhanh tay lên cả nhà ơi. Chốt sale luôn trên live cho mình với giá chỉ còn có là 159 ngàn đồng mà thôi. Chị nào mình ưng mẫu này thì các chị đặt hàng ngay bây giờ cho em nè. Comment cho em là mã nè và kèm cho em xuyên thoảng chịu hẹn nha. 99 ngàn đồng. Trời ơi, cái em đầm này cực kỳ xinh luôn. Các chị nào may mắn vừa size này các chị đặt luôn nha. Một em đầm rất là xinh mà chỉ có giá 99 ngàn đồng, phải bao đẹp cho các chị mình luôn. Rồi, ai nhanh là còn ai chậm hết hàng. Mã sản phẩm này là 1364. 1364 và kèm số điện thoại cho em luôn. Nhanh tay cả nhà ơi. Chị Mỹ Hồng ok trước 1364. Chị Ngọc Trang em trước 1364. Rồi 99 ngàn đồng mỗi đầm này. 99 ngàn đồng thôi, chị nào nhanh là còn, chị nào chậm là hết hàng và hết giá sale nha. 1364 và kèm số điện thoại cho em cả nhà ơi. 1364 và kèm cho xin thoại nào cả nhà. Chốt sale luôn trên live chỉ có 99 ngàn đồng. Rồi chị Mỹ Loan chốt 1364, chị Ngọc Thanh em chốt 1364 cho chị luôn. Có túi nhà, túi phía bên phải đây cả nhà. Mẫu đầm này em sale cho mình chỉ có 99 ngàn đồng. Chị nào mình ưng mẫu này thì các chị lên đơn hai size cuối cùng. Tiếc là bây giờ nó không còn đủ size, nó còn có hai size cả nhà. Size M với size L thôi. Đó, 40kg tầm 55kg mặc vừa. Và ai nhanh là còn, ai chậm là hết hàng, hết giá sale nha cả nhà. 99 ngàn đồng, 1364 chị Mây Bùi chốt, 1364 chị Nguyễn Ngọc Linh chốt. Rồi, còn chị nào mình ưng mẫu này cứ lên đơn hàng sớm giùm em nha. 99 ngàn đồng thôi. Rồi chị Thanh Trang em chốt 1364 cho chị luôn với giá chỉ có 99 ngàn đồng. Còn ai mình lấy mẫu đầm này nữa không ạ? Mình comment ngay bây giờ cho em luôn nha. Là mã nè, với điện thoại cho em liền em chịu hàng nha. Cái màu này các chị mặc lên da là cực kỳ trắng da luôn. Ở đây em cam kết 62 form này vừa là che gối cho các chị mình nè. Form vừa phải dễ mặc ha. Rồi, ưng mẫu này thì các chị đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn. DA1364 và kèm cho em xin thoại luôn. Chốt ngày hôm nay cho cả nhà mình á là chỉ còn có giá là 99 ngàn đồng. Chị nào mình ưng mẫu này, các chị cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Mã nè, với số điện thoại này em chốt đơn. Có 99 ngàn đồng à cả nhà ơi. Khỏi cần đánh đo, khỏi cần suy nghĩ về giá tiền luôn nha các chị. Giá sốc luôn. Rồi ok, chị Minh Châu em chốt luôn 1364 ạ. Bây giờ em sẽ qua thêm một cái đầm body nữa nha. Nãy có chị hỏi body nè, giờ em mặc thêm mẫu này cho các chị xem thử. Ai lấy mẫu nào thì các chị nhớ lên đơn hàng cho em luôn. Ngay lúc này để em chừa hàng luôn nha. Rồi chờ em một chút xíu nha cả nhà. Mẫu đầm tiếp theo. Lên cho mình đây là 1361. Rồi mình đợi em vài giây nha. Rồi hồi nãy các chị hỏi em body, bây giờ em sẽ lên thêm cho mình một cái em đầm này nữa nha. Mình đợi một chút xíu nha. Alo. Alo. Rồi đây là 1361. Rồi đây là 1361 nha cả nhà. Hôm nay em sale luôn cho nhà mình đây, lên chương trình sale đặc biệt nè các chị ơi. Một cái mẫu đầm ôm body chấm bi, trời nó sang các chị ơi. Xuất sắc luôn cái em đầm chấm bi này, các chị đừng bỏ lỡ nha. Và giá này giá sốc nè. DA1361 chốt ngày hôm nay cho mình chỉ còn là 159 ngàn đồng thôi. 159 ngàn đồng mẫu đầm này thôi cả nhà ơi. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền cho em nha. Ở đây em đang mặc một bộ đồ bên trong nữa nha cả nhà, nên nó hơi cộm nè, hơi cộm với quần đùi em nè. Rồi đầm này ở đây nó sẽ là xếp ly đây, xếp ly, xếp ly, xếp ly nè. Nó nhúng nhúng đây, các chị mặc che bụng rất là tốt. Phần thiết kế cổ sẽ là cổ đắp chéo nha cả nhà. Các chị là thích mà cổ cao hơn, cổ kín hơn hay là cổ sâu hơn, mình chỉnh dễ lắm. Cái này chỉnh dễ lắm, không cần phải tùy, không cần phải đến chị luôn. Ai thích cổ sâu nữa chỉnh được, và ai thích cổ kiếm mình chỉnh cao lên vậy thôi.
vải nó có co giãn rất là nhiều và nó sẽ có cái độ lấp la lấp lánh ở bên ngoài, nhìn rõ trên like nha cả nhà. Nó sẽ có những cái phần chỉ ánh kim lấp la lấp lánh trên nền vải luôn, mặc cực kỳ êm và nó sẽ co giãn nhiều. Đây là DA1361 và sale hôm nay cho mình chỉ còn là 159.000 đồng, xả nhanh giá rẻ luôn. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu này, các chị đặt sớm giùm em nhé. 1361 nè, em chốt xả luôn 159.000 đồng. Chị nào mình ưng mẫu này, các chị lên đơn hàng sớm cho em nào. Ngay bây giờ em chịu hàng nha, chốt đơn luôn trên like, chỉ còn là 159.000 đồng thôi cả nhà ơi. Em cao 1m62, form để mặc dài tới đây, tùy vào chiều cao mỗi người các chị mặc dài ngắn khác nhau, cái gì mình canh giùm em nha. 1361 chốt sale là 159.000 đồng. Chị nào mình ưng mẫu này thì các chị lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn, làm mã hàng nè và kèm cho em xuyên thoại chốt đơn 1361 và kèm xuyên thoại. Tranh thủ nào cả nhà, lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn, làm mã hàng nè và kèm cho em xuyên thoại điểm chốt đơn luôn nha. 1361 và kèm xuyên thoại đẹp xuất sắc luôn đó, form chuẩn luôn các chị ha, co giãn nhiều lắm, cái mẫu này co giãn nhiều lắm các chị, mặc thoải mái cực kỳ. Em sale hôm nay cho mình chỉ còn có giá là 199.000 đồng, 159.000 đồng là quá rẻ luôn. Giá về đường các chị mua 299, từ 299.000 bây giờ mình chốt sale chỉ còn là 199.000 đồng thôi, 159.000 đồng thôi, quá sốc luôn cả nhà ơi. Tranh thủ nha, mình lên đơn hàng ngay lúc này để em trừ hàng luôn. Đầm này thì vải này nó có co giãn rất là nhiều nên là khi các chị mặc thoải mái dễ chịu cực kỳ. Em chốt ngày hôm nay cho mình luôn chỉ còn có giá là 159.000. Còn chị nào mình ưng mẫu này nữa không ạ? Mình lên đơn liền cho em nè. Ôm body chuẩn bị cực kỳ sang luôn, giá chỉ có là 159.000 đồng thôi. Chị nào nhanh là còn, chị nào chậm là hết hàng và hết giá sale cả nhà nha. 1361 và kèm số điện thoại cho em luôn. 1361 và kèm xuyên thoại chốt ngày hôm nay cho mình chỉ còn là 159.000 đồng thôi, rất là rẻ luôn cả nhà. Ai lấy mẫu này nhanh tay, rồi em sẽ dành cho mình thêm 30 giây nữa để săn sale thành công em đầm này. Thay vì 299.000 bây giờ mình chốt sale chỉ còn là 159.000 đồng thôi các chị ơi. 159.000 đồng mẫu đầm này, chị nào mình lấy đặt sớm giùm em nhé. 1361 trước cho chị Trần Ngọc Tú sale luôn 159.000 nè. 1361 cho chị Ngọc Châu, em sale giá là 159.000 đồng nè. Còn chị nào mình ưng mẫu đầm này nữa không ạ? Mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn nha. Comment cho em là mã hàng nè và kèm cho em xin thả em chuyển hàng luôn. Cố gắng lên đơn hàng càng sớm càng tốt, đừng đặt trễ quá hết chương trình sale, rất là tiếc nha cả nhà. Mẫu đầm này chốt nhanh trên like còn 159.000 đồng. Chị nào nhanh là còn, chị nào chậm là hết hàng, hết giá sale nha cả nhà ơi. Có 159.000 à. Chị Ngọc Châu em chốt 1361 luôn. Rồi nhanh tay lên cả nhà ơi, còn ai chưa đặt nữa không ạ? Mình cố gắng đặt ngay lúc này cho em luôn để em trừ hàng luôn cho mình nha. 1361 em có XL chị, 1361 là em có cho mình là đủ size nha. Rồi em chốt ngày hôm nay cho nhà mình á là giá này là giá sale chi anh có 159.000 đồng thôi, sale lấy tương tác cho cả nhà. Thay vì 299.000 bây giờ mình chốt chỉ còn là 159, mà đủ hàng đủ size từ 40kg đến 65, thậm chí là 67kg mình mặc vẫn vừa luôn, 159.000 đồng thôi. Chị nào mình ưng mẫu này đặt liền cho em ngay bây giờ em chịu hàng nha. 1361 và kèm xuyên thoại cả nhà nha. Rồi bây giờ em tiếp tục nè, lên thêm cho mình một cái đầm cổ vest caro nè. Rồi chờ em vài giây nha. Ai lấy mẫu nào thì các chị lên đơn hàng sớm giùm em ngay lúc này để em chịu hàng luôn. Nhớ chia sẻ like giúp em nha cả nhà. Đầm tiếp theo mà em lên cho cả nhà ở đây là đầm vest caro. Ngày hôm nay em xem nhanh mẫu này cho cả nhà mình luôn. Rồi các chị đợi em một chút xíu nha. Có chị nào mình ưng mẫu nào thì các chị cứ lên đơn luôn nha. Đầm tiếp theo, đầm tiếp theo ở đây là, đây là DA1381. Đây là 1381. Hiện tại mẫu đầm này em sẽ còn cho mình 3 size cuối. À không, XL cũng hết luôn rồi, còn có 2 size cuối luôn, size M với size L cả nhà ơi. Còn đúng 2 size cả nhà, em xả luôn nha. Rồi các chị ơi, xả nhanh giá rẻ cho nhà mình. Ngày hôm nay á, DA1381 này của em á còn đúng 2 size cuối, đó là size M với lại là size L.
thì coi như em xả hàng luôn 139.000, coi như sale chi ân lấy tương tác thôi. Nhớ chia sẻ like dùm em nha, cái mẫu này em sao không có lời, em chỉ lời luôn chia sẻ, mình chia sẻ giúp em, sau đó mình lên đơn ngay cái em đầm này 1381 chốt luôn 139.000 đồng thôi. Rồi túi này các chị, túi thật luôn, cái này mình được vừa điện thoại luôn, điện thoại để đây là không bị cộm nè, không bị rớt nè, rất là tiện nha cả nhà. Mẫu này các chị trẻ tuổi, các cô trung tuổi mặc được hết. Đầm này em chốt luôn chỉ còn có giá là 139.000 đồng. Đúng hai size cuối, size M và size L nha cả nhà. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt luôn. Em cao 1m62 form này mặc dài tới đây nè cả nhà. Và tùy vào chiều cao mỗi người mình mặc dài ngắn khác nhau, có gì mình canh giùm em. 1381 nha cả nhà. 139.000 đồng, xả nhanh giá rẻ luôn. Rồi ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ để em chuyển hàng luôn nào cả nhà. 1381 chốt 139.000 đồng, phía đằng sau dây khóa kéo form lên trọn đẹp luôn, chốt sale chỉ còn là 139.000 đồng. Chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn, 1381 và kèm số điện thoại 139.000 đồng thôi cả nhà ơi. Chất vải của nó là vải kara sọc nha cả nhà, thiết kế phần cổ vét nè, rất là đẹp luôn, xịn sò. Trời ơi, cái chất vải này đúng sang luôn các chị, nó có độ dày dặn nhưng mà nó lại mềm êm mát cho các chị mình ha. Rồi còn đúng hai size cuối là size M với size L, chị nào vừa mình đặt luôn thì trung bình tầm 40 kg, tầm 55 kg nha, 1m6 mà 55 kg trở xuống các chị mặc vừa size L luôn. Em chốt ngày hôm nay cho mình nha, 159.000 đồng. Rồi còn chị nào mình ưng mẫu này nhanh tay nào cả nhà, lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Làm mã nè, với điện thoại cho em mã này là 1381. 1381 và kèm số điện thoại cho em nha. 1381 và kèm số điện thoại, sale luôn 159.000 đồng thôi cả nhà ơi. Quá rẻ luôn, hàng chất lượng nha. Cái mẫu đầm này về cầm gói hàng trên tay các chị sẽ thấy phải nói xịn sò luôn. Mà có 139 à các chị, 139.000 sale không lợi nhuận luôn. Ai ưng mẫu này các chị đặt hàng ngay bây giờ, comment cho em làm mã nè, với điện thoại chốt đơn 1381 cho chị Ngọc Trang, 1381 cho chị Hồng Thu, 139.000 hai size cuối, size M với size L. Còn hai size cuối cùng là size M với size L. Còn chị nào ưng mẫu này thì các chị lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn, là DA1381 nè, và kèm điện thoại em chốt đơn nha, 139.000. Một kem đầm chất lượng luôn chỉ có 139.000 đồng. Em cam 1m62 dài tới đây, tùy vào chiều cao mỗi người các chị mặc dài ngắn khác nhau, có gì mình cam dùm em nè. Đó, mẫu này các chị trẻ tuổi mặc cũng được luôn nha cả nhà ha. Rồi đầm này em sale luôn chỉ còn là 139.000 đồng. Chị Ngọc Châu em chốt 1361, 1381 cho chị. 1381 nha cả nhà, hàng còn rất là ít, cả nhà tăng tốc nha. Mình đặt hàng ngay bây giờ em chưa hàng. Túi này túi thật luôn nha các chị, túi thật luôn, đựng vừa điện thoại luôn, phải rất là xịn luôn, có 139.000, quá rẻ luôn cả nhà ơi. Chị nào mình ưng mẫu này đặt liền luôn. Rồi vải êm lắm, vải này các chị ơi, nó có đồ dày dặn nhưng mà nó sẽ không có hề bị cứng và nó mát nha, êm mềm dễ chịu cho các chị mình luôn, đảm bảo mặc là ghiền luôn. Một cái mẫu đầm như vậy có 139k là quá rẻ thực sự. Đầm này bình thường mình mua 299.000 không à, mình mua 299.000 mà giờ em còn lẻ sai, em còn đúng hai size cuối, em chi ân luôn, còn có 139k sale không lợi nhuận luôn. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng ngay bây giờ cho em là 1381 và kèm trong xuyên thoại luôn nha. Tranh thủ cơ hội cả nhà ơi, ngày hôm nay chị nào may mắn vừa được hai cái size M và size L này thì các chị lên đơn hàng luôn để mà em chưa hàng cho mình và áp dụng cho mình với cái giá sale này 139.000 thôi nha cả nhà. 139.000 đồng mẫu đầm này, mã này là 1381. Ai lấy mẫu này lên đơn hàng liền luôn giùm em, ngay lúc này em chịu hàng cả nhà nha. Like này em lưu lại nha cả nhà, nếu mà chị nào mình vào trễ á, mình chưa kịp xem, mình có thể xem lại like, hoặc là tí nữa có một cái bài like tiếp theo á, tí nữa kiều like thì có gì tí nữa mình vào mình like, mình xem luôn nha. Chắc tầm khoảng vài phút nữa là kiều like rồi, thì các chị mình tiếp tục săn sale tiếp nha cả nhà. Rồi bye bye cả nhà mình nha.